Vâng thưa quý vị, tiếp nối thành công của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong năm qua với mức tăng trưởng ấn tượng. Năm 2024, hệ thống đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 10% so với năm trước. Vậy giải pháp nào để hiện thực hóa mục tiêu này trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức? Nội dung phỏng vấn giữa phóng viên thời sự với ông Trương Thanh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai sẽ phân tích rõ hơn điều này. Trước hết xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn ạ. Vâng thưa ông, là năm 2023 là một năm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đối với ngành ngân hàng, các cái tổ chức tín dụng ở Lào Cai thì đã vượt qua khó khăn và đã đạt được nhiều kết quả rất là tích cực. Vậy xin ông có thể cho biết rõ hơn về những cái kết quả này. Năm 2023, những thành công của ngành ngân hàng đạt được cũng rất khiêm tốn. Tuy nhiên thì có thể khái quát nội dung chủ yếu sau đây: phát triển các tiện dịch vụ tiện ích hoạt động ngân hàng, tăng cường huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung chỉ đạo lãnh đạo các ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện ứng dụng dữ liệu dân cư vào làm sạch dữ liệu tài khoản ngân hàng, cũng như triển khai đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Vâng thưa ông, là năm 2024 thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công tác chỉ đạo điều hành các cái hoạt động tín dụng ra sao để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất và thúc đẩy nền kinh tế. Với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tập trung huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để tạo điều kiện cho vay những chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là 18 cái đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, rồi các 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nông thôn theo nghị quyết 10, cũng như là thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.